Quý cô bác, anh chị kính mến, Minh được Tử Vi thật là vui khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh Đường Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị năm mới trăm sự như ý, vạn sự như mơ, sức khỏe như thần, gặp hung hóa cát, vượng vận quý nhân, làm ăn đắc thắng, tiền tỷ cầm tay. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, giới tử vi tiết lộ thiên cơ, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, đang nợ ngập đầu, bỗng gặp thời chuyển vận, được bề trên ban cho lộc lớn, giàu có bất ngờ trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Thương thay nước mắt cuộc đời, dù nghèo đâu kỹ ai thời chẳng xa, giàu nghèo không phải do ta, khóc cười có phải muốn mà được đâu, giàu sang chẳng tránh bể dâu, chẳng mua định mệnh sóc câu an bài. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ. Tuy nhiên, khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để tránh tai ương, hiểm họa bởi tâm lý chủ quan, đến đâu hay đến nó mà nhiều người lâm vào đường cùng. Túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Thưa quý khán giả, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phứ lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Đặc biệt, các bậc thầy tử vi tiết lộ, trong đúng tháng 2 âm lịch 2024 này, con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960, có vận số cực may, cực đỏ, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có ai sánh bằng. Dù trước đây có nhiều khó khăn như thế nào, thì tháng 2 âm lịch 2024 này sẽ là thời điểm rực sáng, công danh thăng tiến, tài lộc vượng phát, gia đạo ấm êm và sức khỏe dồi dào. Vậy, để biết được vận trình may mắn trong tháng 2 âm lịch của quý mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác hãy cùng đi tìm hiểu và chiêm nghiệm luận giải chi tiết của Minh Đường Tử Vi quý vị nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về tử vi tháng 2 âm lịch 2024, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý cô bác điểm nhanh qua tính cách người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Trong số 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong dẫn đầu, họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi, theo quan niệm của người phương Đông. Thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe, còn người Trung Quốc và Nhật Bản thì coi đây là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những người tuổi Canh Tý, họ thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính, họ rất hiếu động, tò mò và luôn suy nghĩ không ngừng. Là người tháo vát, xuất sắc và có sức sống vô cùng mãnh liệt, với đầu óc sáng tạo thì người tuổi Canh Tý được biết đến qua sự thông thái của chính họ. Những công việc đòi hỏi kích thích trí óc và trong môi trường linh hoạt sẽ phù hợp với họ hơn. Tuổi Canh Tý rất giỏi đưa ra lời khuyên hay những đánh giá sắc sảo trong lĩnh vực tài chính và thách thức những trò thể thao. Người tuổi Canh Tý có một sức hấp dẫn lạ lùng, luôn được mọi người yêu quý. Họ là người dễ gần, cần cù và sinh hoạt tiết kiệm. Những người cầm tin con chuột được mọi người đánh giá là rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng lãnh đạo đứng đầu, luôn sáng tạo và đưa ra cho sếp những ý tưởng táo bạo để công việc phát triển thuận lợi hơn. Chính vì vậy nên được đồng nghiệp và lãnh đạo vô cùng tin tưởng, trọng phụng. Nhờ những tính cách trên cùng với sự kiên trì, phải thực hiện công việc theo ý muốn mới thôi, nhưng đức tính ấy sẽ giúp cho công danh, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý rộng mở lên như diều gặp gió. Tuy kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống giàu sang, thế nhưng lại không bao giờ chi tiêu hoang phí, nhiều khi trong mắt những người xung quanh,
Họ còn là người tiết kiệm, con đường sự nghiệp của người tuổi Canh Tý vô cùng thuận lợi, nhưng ở đường tình duyên lại không được như vậy. Khi đã yêu một ai đó thì sẽ rất nồng nhiệt, dành trọn vẹn tình cảm cho người đó và mong muốn đối phương của mình cũng đáp trả lại như vậy. Khi yêu thì sẽ nhường nhịn, quan tâm và chăm sóc người bạn đời rất nhiều, thế nhưng lại ghét bị kiểm soát. Chính vì vậy nên nhiều khi họ sẽ cho đi nhiều hơn là nhận lại và sẽ cảm thấy mệt mỏi trong tình yêu. Ở người tuổi Canh Tý, chúng ta thấy một sự gần gũi, chăm chỉ và cần kiệm nên họ được rất nhiều người xung quanh quý mến, vẻ ngoài trầm lắng, kiệm lời và có phần nghiêm túc, nhưng thực tế bên trong họ lại là những người vô cùng sôi nổi, vui vẻ, đôi lúc dễ bị kích động. Rất may khả năng tự kiềm chế bản thân của họ rất tốt. Họ thông minh, nhanh nhẹn và đầy sáng tạo nên luôn thổi một luồng gió mới cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. Tuổi Canh Tý có tính cách thân thiện, gần gũi, quảng giao nên dễ dàng kết bạn và tạo được các mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Vì vậy, không thể phủ nhận, người ngoài luôn cảm nhận được sự hấp dẫn lạ kỳ của những người tuổi Canh Tý. Theo đánh giá chung thì tuổi Canh Tý đều có khả năng lãnh đạo. Đây cũng là bản tính vốn có trong con người họ, khả năng lãnh đạo khi kết hợp cùng trí thông minh, sự lanh lợi và không ngừng suy nghĩ, tìm tòi giúp họ trở thành người có sức sống mãnh liệt, linh hoạt trong cuộc sống và luôn tìm ra phương hướng mới cho mọi vấn đề. Để tận dụng hiệu quả những khả năng của người tuổi Canh Tý thì họ nên làm ở một môi trường mới thoải mái, linh hoạt. Một điều cực kỳ tuyệt vời đó là sự thích nghi với môi trường rất tốt. Họ không chỉ có óc sáng tạo mà khả năng ứng biến nhanh, sẵn sàng vượt mọi khó khăn nên dù làm bất kỳ công việc gì thì họ cũng sẽ thu về thành quả nhất định. Đặc biệt, tuổi Canh Tý được đánh giá tốt trong lĩnh vực tài chính hoặc thể thao, trong công việc làm ăn, buôn bán, Canh Tý luôn có tầm nhìn xa nên rất dễ thành công. Một lưu ý mà người tuổi này cần quan tâm là dù tính cách cẩn thận nhưng vì gần gũi và dễ kết giao các mối quan hệ mới nên đôi khi họ có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt mà lừa mất của cải, vật chất, tài sản tiêu hao. Tử vi học có nói, tháng 2 âm lịch sẽ là một tháng khá bình yên với người tuổi Canh Tý, mặc dù sự nghiệp và cuộc sống thuận lợi, nhưng không có bước đột phá. Tháng này, mệnh chủ hãy chuẩn bị tinh thần vì đây là thời khắc hoàng kim đối với vận mệnh của mệnh chủ. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Canh Tý không những được thần tài chiếu cố mà quý nhân vây quanh phù trợ, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Sự nghiệp vững chắc, kéo theo tài vận dồi dào, nhìn chung, cuộc sống trong tháng, nếu như không thành đại gia thì cũng giàu có viên mãn. Tiếp theo sau đây, xin mời quý cô bác hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đến với phần luận giải chi tiết về các phương diện chính của con giáp tuổi Canh Tý sinh 1960 trong tháng 2 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Canh Tý nam và nữ mệnh sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch, con giáp này cần phải tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình. Bởi bản thân mệnh chủ cũng có những khả năng mà người khác không có được. Nếu có cách phát huy thích hợp thì mệnh chủ hoàn toàn có thể phát triển cực kỳ nhanh chóng. Nếu cảm thấy băn khoăn, do dự, mất định hướng thì cũng không nên giữ những suy nghĩ tiêu cực ở trong lòng. Hãy tâm sự, trò chuyện với những người đáng tin cậy để được tháo gỡ kịp thời. Rất có thể đối phương sẽ chỉ cho bạn có một con đường đúng đắn hoặc giúp bạn có cái nhìn mới mẻ hơn về vấn đề trước mắt đấy. Cát tinh tử vi và giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy bạn không thiếu những cơ hội để phát triển tốt, quan trọng là bạn có nhận ra và có dám nắm bắt hay không mà thôi. Hãy chăm chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đừng bỏ cuộc khi mới gặp phải khó khăn, dù thời điểm này có phải hơi vất vả một chút, song đây sẽ là lúc thích hợp để bạn tích lũy vốn kiến thức và kinh nghiệm áp dụng cho tương lai. Hơn nữa, mọi cố gắng của bạn sẽ luôn được cấp trên quan sát và đánh giá. Chỉ cần bạn bỏ công sức ra để làm việc thì vẫn sẽ có cơ hội được cất nhắc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý nam và nữ mệnh sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch 2024. Xem tử vi tháng 2 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, người tuổi Tý sẽ có tin vui về đường tài lộc, con giáp này được thiên tài trợ mệnh. Nhờ vậy mà những vấn đề về kinh tế được giải quyết, mệnh chủ cũng thở phào nhẹ nhõm khi thoát được gánh nặng. Cũng nhờ công việc chính của con giáp này tiến triển tốt nên cũng có thể sẽ được thêm tiền thưởng từ những đóng góp đó. Khả năng tăng lương ở thời điểm này không nhiều, có thể sẽ cần phải có thời cơ thích hợp. Dù vậy, phần lớn thu nhập của bạn trong tháng sẽ đến từ nghề tay trái hoặc đó là thu nhập ngoài luồng. Việc kinh doanh, buôn bán đắt hàng, bạn có nhiều cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận cao. Chỉ cần bạn đưa ra lựa chọn sáng suốt và quyết đoán thì sẽ mang lại thành quả lớn. Lúc này, bạn càng nên duy trì chi tiêu cân đối, tiết chế ham muốn mua sắm quá đà. Khi ra ngoài, không nên mang theo nhiều đồ quý giá,
kẻo bị trộm mất. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ do nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, vì vậy chớ nên chủ quan, làm gì cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ, tham lam sẽ khiến bạn mất cả tiền lẫn tài. Bên cạnh đó, con giáp này nên thắt chặt chi tiêu, cân đối nguồn ra vào, hạn chế mua sắm quá đà và suy tính thật kỹ khi cho vay mượn tiền bạc để tránh một đi không quay trở lại. Tháng này bát bạch phi tin bay vào hướng chính Tây, đây được coi là phương vị vượn tài khí. Tại phương diện này, bạn có thể trưng biểu tượng cóc ngậm tiền để thu hút tài khí, thúc đẩy kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi, dễ phát tài phát lộc. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Tý nam và nữ mệnh sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch 2024. Dù phương diện sự nghiệp và tài lộc đều có bước phát triển đáng kể, song chuyện tình duyên lại không được như ý, có lẽ bạn cần xem lại thái độ và cách hành xử của mình. Có thể bạn đã vô tình tổn thương người thân lúc nào không biết, cả hai vợ chồng cần thành thật hơn với cảm xúc của mình. Nếu có điều gì không hài lòng, hai người nên thẳng thắn trao đổi với nhau, chứ không nên im lặng chịu đựng, rồi nảy sinh nghi ngờ, ghen tuông không đúng. Mọi chuyện đều có thể giải quyết nếu hai người chịu trò chuyện chân thành, đồng thời đặt mình vào vị trí của đối phương. Trong mối quan hệ vợ chồng, đôi bên thường xuyên mâu thuẫn vì những quan điểm đối lập, bạn nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe nửa kia nhiều hơn. Đôi khi chịu thiệt một chút là cần thiết nếu bạn muốn giữ hòa khí trong gia đình. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Canh Tý năm và nữ mệnh sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch 2024. Tình hình sức khỏe của mệnh chủ không có gì đáng lo ngại. Trong tháng này, bạn hầu như không bị bệnh tật gì nghiêm trọng. Bạn được các tinh che chở nên cơ thể nhanh chóng phục hồi. Người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. Về cơ bản, mệnh chủ duy trì được một sức khỏe tốt, bạn luôn giữ được tinh thần vui vẻ, tích cực và điều đó đem lại tác động tích cực cho cơ thể, dù công việc có vất vả đi nữa. Bạn cũng tràn đầy quyết tâm vì có mục tiêu phấn đấu, hãy duy trì lối sinh hoạt khoa học, điều độ, chớ nên ôm đồm nhiều việc hoặc tham gia quá nhiều những buổi vui chơi. Tụ tập, mệnh chủ hãy dành thời gian bên người thân, tập thể dục thể thao nhiều hơn và hạn chế ăn các đồ ăn sẵn, đồ uống kích thích gây hại cho sức khỏe. Tiếp theo chương trình sẽ là lời cảnh báo của các nhà tiên tri về vận mệnh của tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 2 âm lịch. Thị phi rình rập, xem vận hạn của 12 con giáp thấy rằng họa thị phi luôn rình rập người tuổi Canh Tý, dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, thì mệnh chủ cũng không nên lo chuyện bao đồng, đặc biệt với người làm ăn kinh doanh, mệnh chủ cần chú trọng uy tín, tuân thủ pháp luật, đừng xung đột với cơ quan hành pháp, nếu không sẽ rất dễ bị tổn hại khi gặp mâu thuẫn với ai. Tốt nhất không nên tranh chấp quá gây gắt, thay vào đó là nên cố gắng hòa giải. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn lắng nghe nhau, thử đặt mình vào vị trí của người khác thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ giải quyết hơn. Nhiều kẻ xấu đang muốn hãm hại mệnh chủ, cần phải chú ý đến nguy cơ có kẻ xấu ganh ghét, hãm hại mình trong tháng 2 âm lịch này. Làm việc gì, bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng. Đặc biệt, chớ nghe theo lời bàn ra tán vào hoặc lời xấu của những kẻ không đáng tin cậy. Cùng với đó, hãy luôn tập trung vào nhiệm vụ của bản thân, tránh lơ là, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng. Có những lỗi sai tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng chỉ cần có người nâng cao quan điểm là bạn sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, tốn nhiều thời gian giải quyết. Và ngay bây giờ, xin mời quý cô bác hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 1 âm lịch. Người tuổi này được hưởng phúc lộc tổ tiên, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ, phụ hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc, lúc nhỏ được cha mẹ, anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng vẫn luôn sốc nỗi, lo sợ trong lòng, cuộc đời êm ấm, được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã, ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng, cởi mở, nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, tuy không quyền cao chức trọng, nhưng sự nghiệp cũng thành công. Người này có phần thông minh, đỉnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc hiểm nguy, tưởng chừng khó thoát, nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu, đuối sống có lòng dạ thiện lương, dễ mềm lòng.
họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần, gian dối, không tham, không sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục, xuống tóc đi tu. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này tuy vận số không tốt, nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, giảm bớt vận hạn và sẽ tương trợ mọi điều, giúp cho mệnh chủ có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống. Tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng, vận mệnh của người này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hẩm hiu, lại bị người đời khinh miệt, ức hiếp. Tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc, no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp, không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình. Để có thể đạt được những gì mình mong muốn, họ được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, tuy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ, anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông. Song tài trí hơn người, thông minh, nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ, nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội được hưởng phúc, quý nhân nâng đỡ sự nghiệp, có hung, có cát, song về cơ bản vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới, tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 6 âm lịch. Đây là người đi lên từ không có, tay trắng làm nên sự nghiệp, tổ tiên phúc mỏng, không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ít được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Song người này lại may mắn được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp, có điều, đôi khi lực bất tòng tâm, muốn làm mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn, không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào. Cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương, đùm bọc, vợ chồng, con cái thuận hòa, êm ấm. Người này có số hưởng, không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc, giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng. Cuộc đời được nhiều tương trợ, sự nghiệp thành công, không gặp đại hung, đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có, khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Canh Tý. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 8 âm lịch. Xem vận mệnh của người tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 âm lịch thì cuộc đời người này vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiếng ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi. Người này thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 9 âm lịch. Người này có cuộc đời bình an, hạnh phúc, an lành, hưởng hết tuổi thọ. Tuy nhiên, thì người này lòng dạ có phần hẹp hòi, cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó, thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi. Người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc. Tuy nhiên phúc lớn mệnh hậu nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 10 âm lịch. Xem vận mệnh người này không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ. Người này có ý chí, có lý tưởng, cũng có tài trí, nhưng không may mắn gặp được thời cơ, cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn, nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kẻo bề thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 11 âm lịch. Người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch, không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều. Phải tự dựa vào sức mình mà sống, tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ. Đây là lúc hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, an nhàn, hạnh phúc. Nói chung, cuộc đời người này không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên, nhanh chóng đạt đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý, sinh vào tháng 12 âm lịch.
tức tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận. Người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết về, nên người này cũng được hưởng phúc, có lộc ăn, lộc uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiếc trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ, cần cù thì mới có lộc, có phúc. Vận mệnh người này khá tốt, có thể bình an, sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại. Cha mẹ yêu thương, chăm sóc hết lòng, anh chị em sống tình cảm, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái, nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, ở độ tuổi ngoài 60, nếu đi qua đủ 3 trạng thái cao nhất của đời người, số phận của Canh Tý sẽ thay đổi, mệnh chủ ắt có được tầm nhìn khoáng đạt, một trí tuệ bao la và tâm thái khoan dung độ lượng, cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều lần. Vậy theo đó 3 trạng thái cao nhất của đời người là gì? 1. Hiểu bản thân. Nhận ra những hạn chế và bắt đầu thay đổi, người hiểu thấu yếu điểm của mình là khôn ngoan. Người không nhận ra bản thân vô tri mới là người ngu muội. Những Canh Tý thực sự bản lĩnh sẽ không ngừng tự suy ngẫm về mình. Qua đó có thể phát hiện ra những mặt hạn chế của bản thân, tìm cách thay đổi để hoàn thiện chính mình, rồi dần dần đạt tới một tầm cao mới. Nhà thư pháp nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc là Vương Hi Chi đã có một trải nghiệm như vậy khi còn trẻ. Ông là người rất có năng khiếu về thư pháp, nhưng lại không thể tiến bộ thêm trong một thời gian dài. Một ngày nọ, ông vô tình nhìn thấy tác phẩm của Trương Chi, một nhà thư pháp thời Đông Hán Trung Quốc. Càng quan sát và suy ngẫm, Vương Hi Chi càng nhận ra từng nét chữ của Trương Chi đều lộ ra một bầu không khí trầm ổn, bình tĩnh, nhìn lại bản thân mình. Ông mới nhận ra, khi tập luyện bản thân ông luôn nóng lòng muốn được thành công, nên tâm khí bồn chồn, không thể tập trung hoàn toàn. Từ đây, Vương Hi Chi đã thay đổi suy nghĩ, ông từng bước cải thiện cảnh giới tâm linh của mình, dồn hết tinh thần vào từng nét chữ, chứ không còn vội vàng, bất an như trước. Đó cũng là lúc khả năng thư pháp của ông bắt đầu có những bước đột phá mới, cuối cùng đạt thành tựu ghi danh sử sách. 2. Hiểu thế giới. Thuận theo tự nhiên chính là đạo lớn. Nếu một người không biết sự rộng lớn của thiên địa, của thế giới xung quanh, thì rất dễ quá mức đề cao bản thân, đi lệch khỏi quỹ đạo của tự nhiên. Cuối cùng chuốc lấy rắc rối. Tăng Quốc Phiên là danh nhân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc với cách đối nhân xử thế khôn ngoan, nhưng ông cũng từng có thời tự cao, tự đại, đấu đá lung tung. Vì cho rằng mình giỏi, khi mới lần đầu làm quan, ông luôn nói chuyện không biết trước sau, do đó đắc tội với nhiều người, đến nỗi khi Tăng Quốc Phiên dẫn quân đi đánh giặc, thuộc hạ dưới trướng đều thả trung thành với người khác rồi lần lượt bỏ đi, không có tướng tài phụ tá, ông liên tiếp bại trận bị của trách nặng nề. Sau này tự suy ngẫm lại bản thân, ông nhận ra đạo lý, chuyện gì tới thì nên thuận theo, chuyện gì chưa tới thì không nên dao động, chuyện đã qua thì không lưu luyến, chuyện của hiện tại thì không được bỏ qua. Khi một lần nữa trở lại với quan trường, ông hành xử khiêm tốn, ít nói, cư xử chừng mực, biết trước biết sau, nhờ vậy mà làm nên sự nghiệp lớn. Tập trung vào hiện tại, thuận theo tự nhiên, không vướng bận bởi phiền nhiễu, không lo lắng cho tương lai, không tiếc nuối quá khứ, là cách sống tuyệt vời nhất. Mọi chuyện trong cuộc sống không thể đoán trước được, chỉ khi Canh Tý hiểu thấu đạo lý đó, giữ vững sự bình an nội tâm thì mới có thể thu hoạch thành tựu, không bị thế giới xung quanh ảnh hưởng. 3. Hiểu nhân sinh. Lý giải người khác, giữ chữ thiện trong lòng, người khôn ngoan thường giỏi nhận ra ưu điểm của người khác, hiểu thấu cả những khuyết thiếu của đối phương, họ sẽ không bỏ qua công lao của mọi người, cũng không coi nhẹ sự đóng góp của bất cứ ai, đối xử không phân biệt và luôn đối xử bình đẳng với người khác là điều mà ai cũng hiểu, nhưng không phải ai cũng làm được. Khi Canh Tý đã hiểu nhân sinh, biết cách lý giải người khác thì tâm trí sẽ trở nên khoan dung, độ lượng, tín chủ sẽ đối mặt với mọi sự trên đời bằng một tâm thái bình tĩnh, khôn ngoan hơn rất nhiều. Có một vị thiền sư sống trên núi một mình, một buổi tối khi đi thiền hành trở về, ông nhìn thấy một tên trộm đang lục lọi chỗ ở của mình, nhưng không tìm được gì đáng giá. Vị thiền sư chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa mà không nói gì, đến khi tên trộm chán nản quay ra, đương lúc hốt hoảng vì bị bắt gặp tại trận, thì thiền sư đã nói, đường xá xa xôi, vất vả như thế mà anh vẫn tới thăm tôi không nỡ để anh tay không đi về, trời đêm khuya lạnh lẽo, anh khoác tạm chiếc áo cho ấm. Nói rồi, vị thiên sư cởi áo khoác ngoài trên người, choàng cho tên trộm, đối phương xấu hổ cúi đầu, sau đó chạy thẳng vào bóng đêm. Vị thiên sư nhìn vậy, thương cảm mà nói rằng, thật đáng thương, nếu có thể tôi muốn tặng anh cả vầng trăng để chiếu sáng con đường xuống núi. Vài hôm sau, khi thiên sư thức giấc và ra cửa, thì nhìn thấy chiếc áo mà mình đã cho tên trộm được giặt sạch sẽ, xếp ngay ngắn trước cửa, ông giật mình, sau đó vui vẻ nói, tốt quá, vậy là anh đã có được cả vầng trăng sáng rồi. Cuộc sống là một tấm gương có khả năng phản chiếu, Canh Tý hiểu nhân sinh,
thì nhân sinh hiểu tín chủ, canh tí lý giải cho người khác thì người khác cũng sẽ khoan dung với canh tí. Lần lượt đi qua 3 giai đoạn, từ hiểu bản thân, hiểu thế giới, tới hiểu lòng người khác, tín chủ đã bắt đầu thay đổi số phận của chính mình. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.